kìa. Ôi trời, Jimmy và Lisa lại trở thành đối thủ cạnh tranh rồi. Đây là ranh giới, cậu đừng có mà bước qua đây. Mình còn lâu. Mọi người ơi, mau lại đây nào. Mua hàng đi nào. Anh ơi, mua hàng đi nào. Anh mua cho em nhé. Ồ, ở đây có nhiều đồ quá đi. Cho anh một lon nước ngọt bự cho ba nha. Của anh 3 đồng vàng. 1, 2, 3. Tiền đây nhé. Đã đủ rồi ạ. Jenny đang đi lấy nước cho khách sao? Ôi không, toàn bộ nước biến mất rồi. Làm ơn nhanh lên nào, tôi muộn mất. Có ngay đây, đợi tôi một chút. Của anh đây ạ. Hả? Sao lại chỉ có mỗi đá không thế này? Nước ngọt đâu? Trả lại này. Lấy lại tiền thôi. Mùi thơm ở đâu ra vậy nhỉ? Anh muốn ăn gì nào? Cho anh một pizza. Của anh hết 5 đồng vàng. 5 đồng vàng sao? Đủ rồi. Được rồi, sẽ có ngay ạ. Wow, pizza của Lisa thơm ngon chưa kìa. À, quên mất. Hết mất rồi. Wow, thơm quá. À, cay quá. Có vẻ như Lisa đã bỏ quá nhiều ớt vào rồi thì phải. Cay quá. Nước, nước. Anh ơi, nước đây. À, cảm ơn em nha. Được lắm. Anh muốn uống gì? Cho tôi một. Đây là khách hàng của mình. Cậu chơi xấu. Ôi, Jenny cũng tức giận được kìa. Cậu cũng chơi xấu mà. Ôi trời, cả hai đang giận co khách hàng vậy sao? Cậu chơi xấu. Có cậu chơi xấu ấy. Chóng mặt quá. Dừng lại. Tôi không mua nữa. Hơ. Trời ạ, Lisa và Jenny cãi nhau khi khách hàng bỏ đi mất rồi. Chị ơi, mau lại mua hàng đi nào. Chị muốn mua gì nào? Pizza nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Wow, là pizza. Mau lại đi ăn pizza siêu rẻ siêu ngon đi nào. Chị muốn loại nào ạ? Hả? Chuyện gì vậy nhỉ? Khuyến mãi mua một que tặng một que khổng lồ nào. Wow. Ôi không, Lisa và Jenny vì cạnh tranh mà lại tiếp tục cãi nhau mất rồi. Ồn ào quá, đau đầu quá đi. Tôi không mua nữa. Ôi không. Vì cãi nhau liên tục nên giờ chẳng ai còn dám đến cửa hàng của Lisa và Jenny mất rồi. Mẹ đang ốm, mình đang rất cần tiền để đóng viện phí. À, Lisa ơi, mình bỏ qua mọi thù hằn để cùng nhau kiếm tiền nha. Tôi đồng ý. Vậy là Lisa và Jenny đã bắt tay làm hòa và quyết định hợp tác cùng nhau rồi này. Yeah. Mua hàng đi mọi người ơi. Mua một tặng một này. Quý khách muốn mua gì ạ? À? Của anh đây ạ. À. Xin mời quý khách. Thật tuyệt, cửa hàng của Lisa và Jenny bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền rồi. Yeah, chúng ta thành công rồi. Bé ơi, ngủ đi. Mẹ đây rồi. Mẹ ơi, cho con ngủ với. Khẽ thôi, em đang ngủ. Suri, bỏ tay con ra nào. Không, con muốn ôm mẹ con. Có cho mẹ đưa em ngủ không? Suốt ngày em xích. Em mẹ lúc nào cũng em. Con cũng muốn mẹ đưa ngủ. Ơ kìa. Ra ngoài mau lên. Con ghét mẹ. Candy, ngủ đi con. Tức chết đi được. Mẹ lúc nào cũng em. Mẹ không thương mình nữa rồi. Chắc con bé sẽ thích lắm đây. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Quá, wow, mẹ đang làm bánh. Trông ngon quá đi à. Mẹ ơi, mẹ làm bánh gì vậy ạ? À? Mẹ cho con ăn thử một cái đi. Không được, bánh này mẹ làm cho Candy. Ờ, thế con không có phần ạ? À? Hay, biết ngay mà, mẹ chỉ yêu em thôi. Candy à, mẹ làm bánh cho con này. Há miệng ra nào. À. Ôi đói quá. Ôi bánh trông ngon quá. Mẹ đi rồi. Mình đã có cách. Candy, em đang ăn gì đấy? Chị ăn với em nhé. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá đi.
để chị ăn nốt cho. Ngon tuyệt cứu mèo. Candy khóc rồi, mau chuồn thôi. La 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 la. Ôi không, Candy à, đừng khóc mà con. Ngoan ngoan. Ôi, hết bánh rồi. Không thể như thế được. Đây, mẹ đợp cho con bánh mới này. Ngoan, đừng khóc nữa nha. Bánh của con đây. Suri ơi, mẹ gọi mình rồi. Dạ. Con đây ạ. Con ăn hết bánh của em đúng không? Dạ không mà, con có ăn đâu. Được rồi, thôi con vào phòng đi. Candy, bánh của con đây. Ồ, có điện thoại. Alo. Vâng vâng, tôi đây. Mẹ lại đi rồi. Candy, cho chị ăn với. Mình lại có bánh ăn rồi. Tạm biệt nhé. Candy ngoan. Hả? Không thể nào. Sao đã hết rồi? Chắc chắn Suri đã ăn vụn đây mà. Ngon quá đi. Mẹ. Suri, đi ra ngoài mau lên. Vâng ạ. Úp mặt vào tường nhanh lên. Mười phút sau. Candy, con ngồi đây chơi nhé. Suri ơi, ra đây nào. Dạ vâng ạ. Con đây ạ. Con chơi với em, mẹ ra ngoài có chút việc nhé. Dạ. Lại đây với chị nào, Candy. La 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 la. Mẹ đi rồi. Chị không chơi với em nữa. Chị đi tô màu đây. Liêu liêu. Hả? Mình sẽ vẽ một bông hoa ở đây. Trên này sẽ là mặt trời. Chị ơi, cho Candy chơi với. Không được. Em không biết đâu, em chơi với. Ôi trời đất ơi, nhức đầu quá. Thôi nào, đừng khóc nữa. Sao em lại khóc nhè rồi thế này. Trời ơi, sơn mạo đâu ra thế này. Suri đưa tay ra. Sao con nghịch bẩn thế? Đi rửa tay cho mẹ mau lên. Vâng ạ. La 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 la. Hả? Chị Suri làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ơ, một bức tranh ư? Wow, đẹp quá. Một bức tranh gia đình. Có chuyện gì vậy Chena? Mẹ xem bức tranh này đi ạ. Tranh gì vậy? Đây có lẽ là bức tranh của Suri vẽ. Đẹp quá đi. Suri à, bức tranh con vẽ đẹp lắm. Mẹ đã trách nhầm con rồi. Mẹ xin lỗi Suri nhé. Dạ không sao đâu ạ. Yeah, thích quá. Trượt xuống nào. Hôm nay vui quá. Hả? À, là kẹo em. Đúng lúc Candy cũng đang muốn ăn kẹo nè. Ăn thôi nào. Ủa, Candy đi đâu mất rồi nhỉ? Candy, Candy ơi. Ồ, hóa ra Candy đang trốn ở đây. Ôi mẹ. Candy. Dạ vâng mẹ. Con đang ăn kẹo đúng không? Dạ không ạ. Con nói dối. Dạ không ạ. Vậy há miệng ra nào. À, ôi không, mình bị lỗ rồi. Phải tìm chỗ khác để trốn thôi. May mà mình chạy nhanh. Wow, ở đây cũng có kẹo em này. Mình đúng thật là may mắn mà. Ngon quá đi. Không biết Candy lại trốn ở đâu rồi. Kẹo à. À, đây rồi. Này Candy. Candy. Dạ vâng bố. Con đang ăn kẹo đúng không? Dạ không ạ. Con nói dối. Dạ không ạ. Vậy há miệng ra nào. À. Ôi không, kẹo rơi hết xuống đất rồi kìa. Trốn thôi.
Con định trốn đi đâu nào? Ba la biến. Ôi, viên kẹo đã biến thành khổng lồ rồi. Trời ạ, quả dấu kìa, quả chuối nữa, có cả táo nữa này. Candy ơi, Candy, Candy. Dạ bố mẹ. Con đã ăn kẹo đúng không? Dạ không bố mẹ ơi. Con nói dối. Dạ không bố mẹ ơi. Vậy hãy há miệng ra nào. Á á á á. Túi kẹo ở đây ạ. Được rồi, tốt lắm. Lại đây nào, gia đình mình cùng về nhà thôi.